Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lễ Minh. Mình lại phần 2 về vấn đề sự ảnh hưởng của cái cuộc chiến Nga và Ukraine hiện nay đến tác động tới cái vấn đề chính trị, kinh tế toàn cầu. Các bạn thấy cái cuộc chiến của Nga và Ukraine hiện nay đó, nó ảnh hưởng rất là nặng nề đến những cái quốc gia phát triển như là Mỹ và khối châu Âu. Tại vì các bạn biết những quốc gia này họ có cái sự tương tác trong cái mậu dịch kinh tế lẫn nhau, và họ lệ thuộc vào nhau về những cái tài nguyên nhiên liệu và sản xuất, về nhân công, rồi về rất là nhiều, về cái về nông nghiệp, về cơ sở công nghiệp, họ lệ thuộc nhau ghê gớm lắm. Cho nên khi mà biến động tình hình thế giới mà có biến động á, thì những cái quốc gia phát triển họ chịu thiệt hại rất là nặng nề. Các bạn biết những cái gián đoạn mà hiện nay mà châu Âu và Mỹ đang gặp phải, những cái bên ngành nông nghiệp cũng vậy. Tại Mỹ hiện nay các bạn biết những cái nhà nông đó họ họ kêu trời, tại vì họ bấy lâu nay họ được chính phủ bảo trợ cho họ, bảo trợ giá cả cho họ. Nhưng mà khi cái cuộc chiến của Nga Ukraine bùng nổ ra, nó làm gián đoạn về những cái nhập khẩu nguyên liệu hóa chất và sắt thép và bên ngành công nghiệp. Còn nông nghiệp thì vấn đề hóa chất để những cái bên nhà nông họ sản xuất, họ họ chế biến về phân bón rồi thuốc trừ sâu, rồi họ gặp khó khăn. Tôi nói cho bạn, tôi xem tin tức ở bên Mỹ đó, họ kêu trời, họ nói bây giờ không biết phải làm sao để đặng mà trong cái lĩnh vực mà sản xuất thực phẩm. Cho nên trên thế giới hiện nay cũng có đang gặp khủng hoảng, có thể ảnh hưởng tới vấn đề mà thức ăn cho hàng tỷ người dân trên thế giới nó bị gián đoạn mọi thứ. Mà các bạn thấy, mặc dù là cái tụi Mỹ và phương Tây bên ngoài nó làm giống như là nó là vua của một cõi, nhưng mà thực chất thì thằng nào nấy nó phía sau đó nó chịu những cái đòn mà kinh tế do ảnh hưởng chiến tranh Nga Ukraine, anh chị các bạn. Cho nên ông Putin ông biết chứ không phải ông biết đâu. Tại vì Nga, một quốc gia của họ chưa tới 150 triệu dân, thì các bạn nghĩ được, nghĩ đi, Nga người ta có cái nền nền nông nghiệp công nghiệp rất là hiện đại, và người ta có tài nguyên. Cái lợi thế của Nga là gì? Người ta có tài nguyên. Những quốc gia mà người ta có tài nguyên, người ta đâu có phải sợ, người ta biết khai thác, người ta biết làm và sản xuất như thế nào, họ đâu có phải lo sợ. Các bạn nhìn thấy những cái quốc gia giống như là Ả Rập, cái khối Ả Rập vậy, nó giàu dã man, tại vì nó có cái tài nguyên của nó vô tận, hay là nó sống thành thành thằng nó giàu khủng khiếp luôn. Bên ngoài các bạn nhìn thấy thằng Mỹ gì đó, nhưng mà nó bị lệ thuộc từ mọi nơi hết, ngay cả cái vấn đề Covid cũng vậy, anh chị các bạn thấy. Cái này Covid cũng vậy, thằng Mỹ nó mà những cái quốc gia khác mà không sản xuất cho nó, xong sản xuất cho nó nhập nhập khẩu về nó, là các bạn biết dân Mỹ khốn đốn. Ngay cả những tiểu thương Mỹ hiện nay người nào cũng kêu trời kêu đất. Tại vì các bạn ở trong nước, các bạn không có theo dõi những cái tình hình mà kinh tế của Mỹ, những quốc gia mà phát triển đời sống trăm bề vất vả. Trong khi đó ở Việt Nam mình, tôi nói các bạn, tôi về mấy tháng nay tôi thấy nó không đến nỗi tồi tệ, mình cũng bị ảnh hưởng nhẹ thôi, nhưng mà chính phủ cũng tìm mọi cách để làm sao kiềm chế được cái sự lạm phát, và cái để tạo cái cơ hội phát triển cho đất nước rất là tốt, anh chị các bạn. Nhiều khi các bạn thấy xăng dầu tăng, cái đó là do ảnh hưởng chung thôi. Có nhiều người họ họ không có cái người dân Việt Nam mình đó, mình sống cái gì mình thích, nó có lợi cho mình trước mắt thôi, mà khi mà cái an nguy của quốc gia gặp khó khăn á, thì mình không có chịu đồng hành, mình chỉ muốn lợi ra. Xăng dầu tăng lên một hai ngàn à, mà 1-2 ngàn là tại vì mình bị ảnh hưởng chung, mình chưa có khai thác tài nguyên của mình đủ để đặng mà cung cấp cho nội địa, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Cho nên mình phải cùng chung nhau để đặng mà xây dựng tổ quốc, chứ không phải mà than rồi trách móc.
ông chính phủ ông cũng phải tìm đủ mọi cách để cho xăng dầu của mình nó phù hợp theo cái giá, các bạn thấy. Còn ở nước ngoài các bạn biết xăng dầu mà nó tăng là dân người dân Mỹ nó tác động vào trong đời sống của họ rất là mãnh liệt, chứ không phải như Việt Nam. Tại vì mình là một đất nước mới phát triển, các bạn biết không, mình không có bị lệ thuộc vào những cái nguồn cung cấp nhiên liệu quá lớn của những cái quốc gia khác. Mình ở Việt Nam mình chạy xe Honda 100 cây có mấy có lít xăng là dữ lắm. Tôi nói với các bạn, xe Honda mà mình chạy mấy chiếc mà đam đồ chèn ơi, chạy cả 100 cây lít xăng không hết. Thành ra mình sống vẫn tàn tàn được, và không những thế mình đi xe đạp điện còn được, hay là mình đi xe đạp còn được. Còn ở nhất qua những quốc gia phát triển, khi những cái chính trị hay là thế giới bất ổn, chiến tranh loạn lạc rồi, đời sống của người dân trăm bề vất vả. Mà trong khi đó các bạn thấy họ đóng thế bạc mạng nha, họ đóng thế cho chính phủ đủ mọi thứ hết, mà khi có chuyện thì người dân cũng phải gánh nặng những cái lo toan trong cuộc sống mưu sinh, phải đi làm cực lực vất vả trăm bề. Các bạn nhìn thấy ngoài ở bề ngoài thì nhìn thấy nó hào nhoáng vậy đó, chứ cái xã hội phương Tây cũng như Mỹ nó giả tạo lắm. Đó là lý do tại sao mà tụi chống cộng cực đoan hô hợp nó lên mạng nó bài bẻ nó dụ những người trong nước mình khốn, những người mà họ sống họ vọng ngoại đó, họ bị lôi cuốn theo. Tôi chỉ lấy làm tiếc cho những người đó. Ngay cả trên không gian mạng này, để bữa nào tôi post một cái nick, cái tên của cái anh này để tôi các bạn thấy. Anh này là một cựu cán bộ nha các bạn, cựu cán bộ, cựu chiến binh đó chứ. Hồi lúc trước cũng theo tôi rồi cũng binh vực chế độ. Rồi các bạn biết sau này rồi mù quáng đi theo mấy cái tụi chống cộng, rồi bắt đầu ngã theo xu hướng tụi nó. Bởi vì họ không có lập trường. Cái lập trường của họ, họ base trên cái, họ dựa vừa trên cái chủ nghĩa vật chất á. Và khi cái chủ nghĩa vật chất đó nó bị đánh đồng, cái họ bị lung lay, cái họ so đo, họ quay qua họ trách móc chế độ. Rồi tại sao cơ chế này không làm cho họ đời sống của họ tốt hơn, mà nó mị dân lắm. Cái xã hội của tư bản Mỹ rồi tụi nó, các bạn biết, nó dùng những cái mô hình vật chất nó mị dân ghê gớm lắm. Cho nên cái cuộc chiến mà hiện nay xảy ra đó, dân mà ở Mỹ và châu Âu ôm đầu máu, tôi nói cho các bạn biết. Còn Nga người ta vẫn ổn định được đời sống quốc nội, không đến nỗi khủng hoảng một cách nghiêm trọng. Chỉ có khi buổi ban đầu mới Mỹ và phương Tây nó cô lập kinh tế, nhưng mà Nga tìm cách để đặng mà tháo rỡ. Các bạn thấy rất là hay, tuyệt vời. Những người lãnh đạo gì phải nói là rất là tuyệt vời. Và quay về Việt Nam, các bạn cũng đang có một cái cơ chế rất là tốt. Ta đang tìm đủ mọi cách để tạo cho người dân mình cuộc sống ngày càng tốt hơn. Các bạn thấy tôi đi, không là tôi đi đây đi đó khắp mọi nơi, chứ tôi thấy đời sống ở Việt Nam hiện nay, hạ tầng cơ sở, nhà cửa, có những cái người mà tiểu thương rồi, người ta cố gắng làm ăn, mặc dù nó có ảnh hưởng chút đỉnh, nhưng mà người ta cũng cố gắng vượt qua. Và cái sự sầm uất của cái nền kinh tế Việt Nam nó còn rất là sung túc, chứ không đến nỗi mà tồi tệ như ở những cái quốc gia mà nó phát triển hiện nay. Bên Trung Quốc nó cũng còn nhiều gánh nặng, ngay cả tình hình Covid nó cũng đang bị diễn biến phức tạp ở bên đó. Mỹ và châu Âu hiện nay các bạn thấy vấn đề Covid cũng vậy, nó cũng còn rất là phức tạp. Bên cạnh đó rồi tình hình chiến sự ở Nga, chiến sự Nga Ukraine nữa, nó dồn dập vô rất là khủng khiếp. Cho nên các bạn hãy tự hào mình đang sống trong một đất nước hòa bình như thế này, và chúng ta cần phải bảo vệ cái nền hòa bình mà biết bao nhiêu người đã hy sinh. Đừng vì những cái nhỏ nhặt, những cái chuyện mà nó không ra đâu mà mình quay lưng với tổ quốc.
chuyện gì nó cũng đâu cũng còn có đó. Hiện nay mình đang có một cơ chế rất tốt, người ta đang làm tìm đủ mọi cách để tạo cái cuộc sống người dân tốt hơn. Đó là cái điều mà mình là người dân, mình mong muốn một cái cơ chế lo cho đời sống người dân như vậy. Mặc dù nó chưa có hoàn hảo nhưng mà người ta đang làm tốt hơn mỗi ngày. Đó là điều khích lệ. Thật là mình like ở đây xin dừng. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.